Ngon không? Đó giờ ăn thử món này lần nào chưa? Dạ chưa, hôm nay là lần đầu tiên. Cơ hội tham gia chương trình hẹn ăn trưa là được thưởng thức những món ăn ngon tại những nhà hàng sang trọng không à? Dạ. Thế là đừng có quan tâm tới chuyện hồi nãy. Bây giờ chị chia sẻ chị sợ em hoang mang. Với lại chị cũng nói luôn để bạn nữ mình cũng yên tâm. Tại thật ra chị thì chị luôn quan điểm như đó. Con gái là phải theo chồng, chồng đâu vợ đó. Chị cũng rất là sợ mà có những cái tình yêu mà nó trắc trở, mà kiểu giống như sao phải không, kiểu như mưu sinh rồi vợ chồng mà người phải ở một nơi để đi làm để kiếm tiền, chị cũng rất là không có mong muốn như vậy. Thí dụ khổ một chút cũng được, nghèo một chút cũng được, nhưng mà chồng đâu vợ đó mình chia sẻ với nhau, nhưng mà mình phải có cái kế hoạch cụ thể, chứ không phải mình ở nhà thuê nhà mướn vậy hoài được. Tại còn khi có con có cái nữa, chị thích những người. Rồi chào bạn trai, chào con gái, chào hai em. Bây giờ mình sẽ giới thiệu, em trai giới thiệu trước nè, em tên gì? Dạ em tên Hồ Văn Ân, năm nay em 29 tuổi. Dạ em làm kỹ sư cấp thoát nước ở quận 7, quê em ở Bình Thuận. Vào đây lâu chưa? 2009 tới giờ. Cũng mười mấy năm rồi. Dạ. Thế bây giờ là mình sống trong này với ai? Sống một mình. Nhà thuê hay là có nhà cửa gì chưa? Dạ thuê. Mà định sau này mình có về quê giúp đỡ quê nhà hay là mình sẽ lập nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh luôn? Cứ lập nghiệp ở đây. Lập nghiệp ở đây luôn ha. Bao lâu thì về thăm nhà một lần? Năm về 3-4 lần. Chàng trai kỹ sư ha. Thương ghê, bận áo không ủi luôn nè, không có người chăm sóc nè, thiệt tình luôn. Em gái giới thiệu cho mình đi em. Chào chị Cát Tường và chào quý vị khán giả và bạn nam bên kia. Em tên là Dương Thị Minh Trang, em năm nay 30 tuổi. Em sinh ra và lớn lên tại thành phố Hồ Chí Minh và hiện tại cũng làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Mình đang làm công việc gì? Dạ em làm nhân viên phòng kế hoạch. Ở quận mấy? Dạ ở quận nhất ạ. 30 tuổi là sinh năm nhiêu? Dạ, em sinh năm 90 ạ. Bữa nay sinh năm nhiêu? Dạ 91. Rồi quen bạn trai nhỏ hơn xíu được không? Dạ được ạ. Dạ được ạ. Được. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em á là chân thành và biết lắng nghe. Còn điểm yếu thì em hơi khó tính một xíu. Em không có nhớ đường á, đi đâu á thì em nhờ bạn chở đi. Còn nếu mà không có chờ bạn thì đi ráp, hoặc những cái việc nào mà mình cần phải đi một mình á thì mình sẽ sợ thu gò mát thôi mà mình đi. Nào đi xong là quên, không có nhớ. Trời ơi, mà ở đây từ nhỏ đến lớn đó, 30 năm đó. Ở là đi ở xa xứ tới vậy á. Em không có rành đường. Ví dụ như đi từ nhà tới chỗ làm mà vẫn chạy xe Honda đi bình thường. Dạ đúng rồi, không có nhớ lắm. Rồi thôi, vừa đi cái nào khó quá thôi mình đi xe công nghệ, hoặc là mình nhờ bạn chở, chứ vừa chạm vừa coi cũng nguy hiểm lắm nha. Ưu điểm của em, khuyết điểm của em là gì? Dạ em là cũng biết chơi thể thao. Thể thao môn gì? Môn gì cũng biết chơi tí. Môn gì cũng biết chơi, sao tôi ngồi nãy giờ thấy nó ẹo ụt ẻo lả quá vậy? Chơi môn gì cụ thể nói vài môn nghe coi. Nó banh cầu lông rồi banh đũa, banh đũa. Đũa không chơi vậy? Không chơi, bơi lội nữa hả? Môn nào là gọi là môn sở trường? Không phải sở trường mà cũng đam mê nữa. Đam mê đá bóng. Coi dò cẳng coi, sao nhìn nó ẹo ụt vậy ta? Rồi, bây giờ còn chơi không hay là hồi xưa thôi? Còn chứ. Còn, được. Còn điểm yếu? Nhiều khi em cũng sống vào tình cảm, cảm xúc. Nhưng mà công việc nhiều khi mình thiên về cảm xúc quá thì cũng nó cũng không tốt. Ví dụ như trong công việc mà mình xử theo tình cảm á. Đúng rồi, rồi, chị hiểu rồi đó. Về tình trường thì sao? Em trải qua mấy mối tình rồi? Thì trước giờ thì cũng gặp nhiều, biết cũng nhiều. Nhưng mà cái mối tình sâu đậm nhất thì cách đây 2 năm. Được mấy mối? Cũng có một mối đó. Lý do sao chia tay? Không hợp. Nữa ai cũng biết không hợp, đương nhiên chia tay là không hợp rồi. Ví dụ như là em có nhiều yếu tố về gia đình. Gia đình là gia đình sao? Cô ấy sao? Em sao? Chung là ở xa. Ta ở đâu? Em ở đâu? Khánh Hòa. Rồi em ở trong thành phố. Chung là ba mẹ cô ấy là không cho. Mà sau đó em buồn nhiều không? Em buồn không? Em là chung cũng cảm xúc một quãng thời gian dài. Rồi từ đó đến nay là không có mối tình nào mới khác hả? Lý do không ai để ý mình hay chung mình là không có gặp. Cố lên chàng trai nha. Rồi còn em gái, tình trường của em là như thế nào? Em đã có một mối tình ạ. Và đã hiện tại đã chia tay hơn một năm rồi ạ. Mối tình đã quen được bao lâu? Dạ chắc cả tìm hiểu và cả quen thì là gần 2 năm ạ. Bạn nam, bạn đó tính ảnh còn hơi trẻ con á, với lại chưa có, không có cái sự giống như là định hướng cho tương lai của cả hai. Em muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Em muốn tìm một người bạn trai là cũng có cái sự mà lắng nghe, cái trái tim biết yêu thương, biết chia sẻ với người khác. Có chỉ cầu tiếng, có trách nhiệm. Về ngoại hình có yêu cầu gì không em? Chỉ cần cao hơn em mà được rồi. Dạ. Em cao mét mấy? 1m52. Ok, chắc chắn anh này sẽ cao hơn mình. Em có thích chơi thể thao gì không?
Em dạ em có tập yoga. Ờ, vậy là tốt rồi, nó vận động khỏe mạnh, đây cũng phù hợp rồi. Bạn trai này thì cũng thể thao rất là nhiều. Thế em muốn tìm một mẫu người bạn gái, người vợ tương lai như thế nào? Ưa nhìn, biết quan tâm cho gia đình một tí. Cái ưa nhìn này khó lắm mà, cao thấp, mập ốm, tóc dài, tóc ngắn, truyền thống hay hiện đại. Đừng không mập quá, khuôn mặt hơi dễ thương tí, dễ thương xíu, không có hình xăm. À đó, thấy chưa, có tiêu chuẩn phải nói ra chứ, ưa nhìn biết sao. Có xăm mấy cái mục ruồi thôi, tôi thấy mục ruồi hơi nhiều. Xăm mục ruồi luôn. Ờ, xăm mục ruồi hơi nhiều. Rồi thôi, tự tin lên nha. Một hồi chị Tường cho mà mở cái tim ra là phải nhìn thẳng nhau nói chuyện cho thoải mái, tự tin lên nha em nha. Hơi vẻ hơi rụt rè. Cho chị coi hình của em coi nè. Em gái có hình không cưng? Trời ơi, hình khó. Tôi mắt yếu quá. Tôi nhìn đây tôi không biết ai luôn á. Có ảnh ở chổng đó mà không biết ai. Tìm đi. Hình của ảnh coi vậy mà còn dễ tìm hơn hình của em nha em gái. Tìm ra thấy ảnh không? Em cao mét mấy cưng? 1m63. 1m63, rồi kiếm đi một anh chàng 1m63. Còn bên đây. Đương nhiên là cổ là có từ đây trong đây luôn đó. Đây. Từ đó. Rồi em đâu ráng giữ đi nha. Rồi họ mở ra hỏi có phải không chứ chị thua rồi đó. Dạ. Có không em? Anh nào? Chắc anh ngoài đẹp. Chị cũng không biết luôn. Rồi giữ nguyên. Cô nào? Gì sao nãy chỉ bên đây rồi giờ cô thứ 1, 2, 3, 4 phải không? Tóc dài đó phải không? Áo đỏ phải không? Áo này. Rồi. Hãy nhìn tự tin, hướng mắt vào cửa trái tim để xem cái sự lựa chọn, cái cảm xúc đầu tiên của mình, cái cảm nhận có đúng hay không nha. Bạn. Gì? Tôi nghe chào chị luôn hả? Trời đất ơi, đi tìm bạn gái mà chào chị. Đó. Sao em? Giờ hỏi anh em là cô nào trong năm cô này? Cho mình hỏi bạn là người nào trong... Nhà đầu tiên, đứng đầu tiên. Tiên áo vàng á hả? À, được không? Rồi bên bển họ hỏi lại coi đúng không vậy? Thế là đây. Người thứ ba. Hồi nãy chỉ sai đúng không? Dạ. Thật ra chị hơi vui thôi. Trời ơi, đưa một đống hình như vậy, thông tin thì ít quá, làm sao mà nhận ra được. Tặng quà đi cưng. Đi qua không hả? Mình có sách tặng bạn. À, mình cũng có sách tặng. Cảm ơn. Nãy giờ nhìn mặt bạn nữ chưa? Dạ rồi. Rồi. Ủa rồi còn cái bánh này là sao nữa? À, dạ. Đây là bánh flan thì em làm món bánh này là em làm bất bại. À, lò món bánh lăng là bất bại, chưa bao giờ thất bại luôn. Là bên đây đem tới mời bạn trai ăn phải không? Bởi vì đáng lẽ hai cái, ta mời bạn trai một cái thôi. Một cái mời chị Tường ăn thử. Nở lòng nào mà có dĩa một. Ăn thử coi người ta bất bại kìa. À, đầu tiên là thấy bánh đặc ha, rất là đặc ha. Mịn, không có bị tổ ong ở chính giữa ha. Thấy hấp dẫn đó. Sao? Cảm nhận. Dạ. Nó mềm mềm, nó ngon. Nó mềm mềm, nó ngon. Hơi nhẫn. Có mùi gì hơi nhẫn nhẫn. Là cà phê. Cà phê. Biết uống cà phê không? Dạ biết. Bạn gái nói là bất bại á, em thấy đúng không? Thấy không bại. Không bại, bất bại là thì không bại là bất bại đó. Giờ ngon không? Dạ ngon. Trời ơi, ông ngước cái mặt, ông nhìn bạn gái nhìn tôi cái cho ông ăn mà ông cũng phát biểu cũng lâu nữa. Tự tin chưa? Dạ rồi. Cảm nhận đầu tiên khi mà mở cửa trái tim nó ra thì cảm xúc trong người em như thế nào? Dạ, cảm xúc là thấy bạn nữ là dễ thương, nói chuyện thì cũng nghe em tai, với lại ăn bánh của bạn gái em thấy ngon nữa. Rồi em gái. Dạ, bạn nam cũng thân thiện, hiền. Rồi bây giờ cởi mở hơn nha, vui vẻ trò chuyện hơn. Bây giờ hai bạn sẽ vừa ăn cơm trưa với nhau, vừa trò chuyện với nhau, thân tình một chút xíu. Mình tìm hiểu, mình mới biết được là cái đối tượng có hợp với mình hay không, để mình đưa ra quyết định. Và đàn ông là luôn luôn chủ động nha, tự tin lên nha, không có rụt rè nữa nha. Rồi, xin mời đồ ăn.
như Tường chia sẻ lúc đầu, bây giờ đến giờ ẩm thực rồi, những món ăn của nhà hàng My Mother rất là ngon, mà quan trọng là trang trí rất là bắt mắt nữa, nhìn chúng ta cảm thấy rất là bị lôi cuốn nha quý vị. Đây là thăn heo cuộn ba rọi nướng với là khoai tây đúc lò sốt nấm. Thì cái thăn heo cuộn ba rọi này á là một cái thịt thăn được dùng là cái thăn nội, cho nên thịt nó rất là mềm, rồi nó được cuộn với thịt ba rọi nướng lên với khoai tây đúc lò dùng kèm với sốt nấm, rất là hấp dẫn luôn. Nhưng mà nhớ vừa ăn uống rồi Nhâm Nhi vừa trò chuyện với bạn gái nha, tìm hiểu nha, rồi ít phút nữa chị Tường sẽ quay lại. Chúc hai bạn có một buổi ăn trưa thật ngon miệng. Cảm ơn chị. Dạ, mời em. Mời bạn. Nãy bạn tên gì nãy nghe không rõ. Tôi là Minh Trang. À, Minh Trang à, bạn họ gì? Họ Dương. Dương Minh Trang. Đó, mời. Mày có hút thuốc không ạ? Hồi xưa thì có, nhưng bây giờ bỏ. Có bạn nhiều bạn bè không? Bạn. Có gia đình ở đây, có bà con ở xa hả? Bà con cũng ở đây, mọi người ở đây Hồ Chí Minh. Chỉ có nhà của anh rể mình thì ở quê thì có. Ví dụ như mà quen nhau đi, tiến tới hôn nhân đi, rồi bạn có chấp nhận ở ngoài với mình là ở ngoài là ở riêng, đi thuê ở ngoài, rồi ví dụ là chưa có tiền để mình mua nhà đất, bạn ở chung với anh chị của bạn không? Cái đó là ở đâu không quan trọng, mà quan trọng mình ở với ai, yêu nhau mà đến được tới hôn nhân thì những chuyện đó chỉ là chuyện nhỏ thôi, chỉ là sự thỏa thuận giữa hai người thôi, không có quan trọng. Ngon không? Đó giờ ăn thử món này lần nào chưa? Dạ chưa, hôm nay là lần đầu tiên. Cơ hội tham gia chương trình hẹn ăn trưa là được thưởng thức những món ăn ngon tại những nhà hàng sang trọng không à? Dạ. Thế là đừng có quan tâm cái chuyện hồi nãy. Bây giờ chị chia sẻ chị sợ em hoang mang. Với lại chị cũng nói luôn để bạn nữ mình cũng yên tâm. Tại thật ra chị thì chị luôn quan điểm như đó, con gái là phải theo chồng, chồng đâu vợ đó. Chị cũng rất là sợ mà có những cái tình yêu mà nó trắc trở, mà kiểu giống như sao đó không, kiểu như mưu sinh rồi vợ chồng mà người phải ở một nơi để đi làm để kiếm tiền, chị cũng rất là không có mong muốn như vậy. Thí dụ khổ một chút cũng được, nghèo một chút cũng được, nhưng mà chồng đâu vợ đó mình chia sẻ với nhau, nhưng mà mình phải có cái kế hoạch cụ thể, chứ không phải mình ở nhà thuê nhà mướn vậy hoài được. Tại còn khi có con có cái nữa, chị thích những người mà có kế hoạch rõ ràng trong tương lai. Ví dụ như 2 năm nữa tôi mua xe, 3 năm nữa tôi mua nhà. Nhưng dù sao cũng phải có kế hoạch thì mới có mục đích phấn đấu. Rồi, hôm nay em đi với ai? Có bạn thân của em. Bạn thân của em, rồi chị mời bạn thân của em vô để coi ý kiến nha. Em tên gì? Dạ, em tên là Thùy Trang. Trang. Trang, mình chơi nhau bao nhiêu lâu rồi Trang? Không lâu lắm đâu, mới có 20 năm rồi chị. 30 tuổi mà chơi chung nhau 20 năm? Dạ. Là từ hồi còn đi học tới giờ luôn? Từ học lớp 5 tới giờ. Lớp 5 tới giờ, vậy là hiểu hết nhỏ bạn phải không? Dạ. Thì em có nghĩ lý do gì tại sao hôm nay bạn mình vẫn chưa có cái mối tình mà để đến bến bờ hạnh phúc chưa? Bạn của em á, thực chất thì cơ bản cũng là hiền lành, ngoan ngoãn, nói chung là cứ hồi đó giờ cứ lo đi học thôi. Bạn nói thẳng ra là bạn hơi khó chịu khi mà gặp rối với người lạ. Hôm nay em tới thì em thấy bạn trai, em nhận xét bạn trai này như thế nào? Dễ thương. Cũng có vẻ hợp với bạn mình á. Có vẻ hợp. Dạ. Đã tới chương trình rồi thì cũng qua biên tập, cũng là coi như là lấy ý kiến rất là sát sao rồi. Nói chung là khảo sát cho mình rất là nhiều thì hai bạn nên theo mình thì mình ok á. Mình cứ tiến tới thì sau này có ra sao thì sẽ ra thôi. Nhưng mà đã có một cơ hội tới đây rồi thì mắc gì mà mình không có cho nhau một cơ hội đúng không chị? Cơ hội vụt qua thì có nắm bắt được ha. Dạ đúng. Rồi, cảm ơn những chia sẻ của em nha, cảm ơn em rất là nhiều. Hy vọng hôm nay bạn gái em sẽ cho một cái cơ hội để mà có một cái người tìm hiểu để mà đồng hành, quan tâm, chăm sóc nhau trong cuộc sống. Rồi, bây giờ đây là những cái lá thăm của chương trình nha. Mời hai bạn nè, mỗi người bóc một lá để coi mình thực hiện những cái yêu cầu của chương trình nha. Rồi, bạn trai đọc trước đi. Giả sử bạn gái rủ đi shopping, sau đó thích đôi giày 10 triệu, bạn sẽ xử lý thế nào?
mua hay không, vì sao. Cái quan trọng là cái vì sao đó. Hiện tại bây giờ anh không mua được cho em, nhưng anh hứa chắc chắn 2 năm về sau anh sẽ mua được cho em. Hai đâu như vậy. Đối với lời sự giải thích đó thì em cảm thấy như thế nào? Nếu mà nói được thì phải làm được. Bây giờ chưa mua được mà khoảng 2 năm nữa mua lần cho 2 đôi luôn. Dạ. Yeah. Chảnh dữ ta, dữ nha, được, tôi đồng ý. Rồi mời em gái đọc cái đó đi. Dạ. Yeah. Hãy hỏi người đối diện 3 điều bạn còn thắc mắc mà chưa dám hỏi trước đó. Em hỏi đi, 3 cơ hội cho em, 3 câu. Là em hỏi. Ừ. Bạn có hay đi shopping hay đi mua đồ gì không? Thích đi thì tất nhiên là thích rồi. Rồi có câu thứ hai là bạn là xài đồ là đồ hiểu là xài thường. Xài đồ phù hợp với túi tiền. Bạn có bạn tự nhận xét mình có tính tiết kiệm. Được 3 câu luôn. Với ưu tiên mới công bằng chứ, tự nhiên mình... Đúng. Hỏi đi em. Mình sẽ nói thật lòng nhé. Đúng rồi. Đây là những lúc thành thật để mình hiểu nhau được nhiều hơn, cơ hội ít lắm. Tính của bạn nam á, hình như là mình chỉ, mặc dù là mới gặp không có lâu, nhưng mà mình thấy là bạn có vẻ lo lắng về kinh tế. Ý là giống như là bạn không được tự tin về kinh tế của mình cho lắm, thật sự. Đúng rồi, cho nên mình muốn quen này cũng vậy, mình muốn đáp ứng được cho người đó được tốt, không có thiếu thốn gì hết. Cho mình hỏi là tiền có phải là điều quan trọng nhất trong cuộc sống của bạn bây giờ không? Vậy điều gì là cho quan trọng nhất? Cái quý giá nhất của một con người là cái sức khỏe và cái tiền, nó không phải là quan trọng nhất. Rồi, cái là câu hỏi thứ nhất, phải không chị? Tôi thấy hỏi 2 câu rồi đó mà la câu hỏi thứ nhất. Rồi tiếp đi. Câu hỏi thứ hai, quan điểm về hôn nhân là như thế nào? Cái hôn nhân thì em cũng không có kinh nghiệm, nhưng mà em cũng nhận xét thấy đúng. Cái hôn nhân là cái quá trình là bắt đầu của một cái, vô là người ai đã quyết định tới hôn nhân là kết thúc của một cái tình yêu, là đến với hôn nhân. Thì khi đó người ta phải chín chắn, phải biết nhường nhịn cho nhau. Người nóng thì người hiền, phải bù trừ nhau chứ không có không bỏ cái tôi của mình đi, bỏ cái tôi mình đi qua một bên để hiểu cho người khác, đặt trường hợp của mình vào người khác. Rồi câu cuối, mình thấy là bạn hơi ít nói á, thì bạn có phải là người chủ động nếu như mà trong một cái bạn muốn tiến xa hơn trong một mối quan hệ không? Người con trai luôn là người chủ động đầu tiên. Ít nói thôi chứ không phải ít làm nha. Rồi hãy chờ đợi. Mặc dù chương trình mai mối gặp nhau, nhưng mà mình cảm thấy là không có một cái sự cảm, không có cảm xúc, mình vô cảm với đối phương thì mình cũng không cần bấm để làm gì nha. Rồi mời hai bạn đặt tay vào nút bấm, nhắm mắt lại giùm chị ha, sau 3 tiếng đếm và đưa ra quyết định giùm chị Tường. 1 2 3. Hết thời gian. Sao bấm nhanh vậy cưng, mới có 1 bấm rồi giờ. Nôn quá hả? 1 2. Và hai bạn chị tôi thấy cũng rất là tương đồng đó nha. Nào nắm tay nhau đi hai em. Thấy cũng vẻ rất là xứng đôi, chân chất thật thà. Mới gặp ít nói nhưng mà hỏi câu nào là rất là sâu, và những cái câu nó rất là liên quan đến cái cuộc sống hôn nhân sau này. Hy vọng rằng là với cái sự quyết định ngày hôm nay thì các em hãy nắm bắt và tìm hiểu nhau, dành nhiều thời gian công sức với nhau hơn. Hy vọng một ngày không xa thì chương trình sẽ nhận được tin vui của các em nhé. Rồi đây, chị Tường gửi tặng cho mình, trước tiên tặng cho em gái một món quà để làm đẹp. Phần quà dành cho em là bộ son Yurika đến từ Nhật Bản, với chất son lì không chì, mang nhiều màu sắc trẻ trung, phù hợp với mọi cá tính, sẽ giúp cho bạn tự tin nổi bật trong mọi ánh nhìn. Và đây, chị Tường gửi tặng cho hai bạn, đây là một cái món quà của chương trình ha. Nhà hàng My Model gửi tặng các bạn 3 phần quà. Thứ nhất là một voucher ăn tối dành cho cặp đôi nè. Thứ hai là một voucher miễn phí cà phê thương hiệu Cao Bồi, và những cái voucher để mình tới ăn uống và cà phê ở trong nhà hàng. Thứ ba là một hộp quà cà phê Mac Farm Coffee,
gói trọn tình thân với những lời chúc sức khỏe, tinh thần đầy ý nghĩa, hy vọng sẽ đồng hành cùng các bạn với mỗi ngày với nguồn năng lượng đầy hứng khởi. Cảm ơn hai bạn nha. Rất là vui khi hôm nay đã kết đôi được cho cặp đôi này nha quý vị. Đôi lúc rất là nhiều bộn bề khó khăn trong cuộc sống, gặp được nhau là một cái duyên, và đồng ý đi với nhau trên một chặng đường như thế này thật là tuyệt vời. Chúng ta hãy tiếp tục chúc phúc cho họ quý vị nhé.